Nước bí ẩn này tràn ngập các câu chuyện và lời đồn thổi siêu thường, huyền bí. Liệu có khả năng tam giác tưởng tượng này là bằng chứng cho hoạt động của người ngoài hành tinh trên trái đất hay không? Chỉ có một điều chắc chắn là, trong thế kỷ vừa qua, tam giác quỷ Bermuda đã nuốt chửng nhiều tàu thuyền và các máy bay bị mất tích, nên đã bị quy là nguyên nhân gây thiệt mạng cho hàng trăm người. Khu vực này không có gì là lạ đối với các vụ chứng kiến UFO, các luồng ánh sáng kỳ lạ và các hiện tượng huyền hoặc. Nhưng điều gì đã khiến các máy bay và tàu thuyền biến mất không vết tích? Tại sao các thiết bị hàng không và điều hướng lại ngừng hoạt động? Điều gì có thể khiến một chiếc la bàn xoay liên tục và đưa ra các thông số sai lệch? Điều gì khiến radio tắt tiếng và không thể liên lạc? Cho đến ngày nay, vẫn không có lời giải thích thật sự logic nào được đưa ra dành cho các hiện tượng bí ẩn ở khu vực khét tiếng này, tam giác Bermuda. Trái ngược với quan điểm thông thường, việc tàu bè biến mất trong khu vực này không phải là điều gì mới. Hồ sơ tàu bè qua lại trong lịch sử đã cho thấy rằng những bí ẩn xoay quanh tam giác Bermuda có niên đại cổ hơn rất nhiều so với rất nhiều người tưởng tượng. Kể từ những ngày đầu tiên của công cuộc thám hiểm đại dương, các thủy thủ đã chứng kiến những ánh sáng kỳ lạ và các cảnh tượng bí ẩn. Christopher Columbus là một trong số những người đầu tiên tận mắt chứng kiến những bí ẩn của tam giác Bermuda. Là một nhà hàng hải bí truyền và một tay thủy thủ đáng kính, chuyến thám hiểm của ông đến tân thế giới là rất chính xác và tỉ mỉ. Điều thú vị là khi Columbus tiến vào khu vực được gọi là tam giác Bermuda, ông nhận thấy la bàn của mình đã ngừng hoạt động và sau đó nhìn thấy một quả cầu lửa lao xuống đại dương. Ông đã chứng kiến những tia sáng kỳ lạ và các hiện tượng thời tiết bất thường khi đi qua khu vực này. Nên chúng ta có thể biết rằng câu chuyện về tam giác Bermuda không phải chỉ là một số truyền thuyết hiện đại mà đã có từ niên đại rất xa xưa, kể từ khi con người được ghi nhận tiến vào khu vực đó. Một trong số các sự kiện gần đây có liên hệ với tam giác Bermuda đã xảy ra vào ngày 5 tháng 12 năm 1945 khi hạm đội Fly 19, một hạm đội gồm 5 máy bay ném bom